lại tiếp tục có thêm một chủ tài khoản mạng xã hội bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về việc đào 800 con lợn bệnh lên bán. Quyết định vừa được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đưa ra. Được biết, tài khoản có tên là Trần Thu Hồng đã đăng tải hình ảnh lợn chết nằm la liệt cùng với thông tin tại Đắk Nông xảy ra tình trạng gian thương đào 800 con lợn dịch bệnh đã bị tiêu hủy lên để mổ bán ra thị trường. Đáng nói, theo xác minh của cơ quan chức năng, thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Ngay sau đó, dù tài khoản này đã gỡ toàn bộ thông tin và đăng bài đính chính, nhưng thông tin sai sự thật này vẫn tiếp tục được nhiều trang chia sẻ gây hoang mang dư luận. Trước đó cũng đã có hai tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi và thịt lợn nhiễm sán đã bị cơ quan chức năng xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.